Đây là bộ sản phẩm mới của Nga. Sản phẩm này là cây men, bộ cây men của Adobe, sản phẩm mới lắp trên Sonati. Bộ này thì có ưu điểm là về sức mạnh thì nó được kéo tới 37 kg, nó sẽ còn mạnh hơn cái bộ Croco cũ. Bộ này lắp trên Sonati rất là hợp, thiết kế vát cạnh kim cương rất đẹp, rất nhìn nó rất là sang. Thứ hai nữa là về cái tính năng mới được nâng cấp lên, thì Adobe đã nâng cấp con này lên thêm một cái tính năng là có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm tùy theo ý thích. Đấy, nhưng mà vẫn đảm bảo là cửa đủ lực để kéo cửa vào hết hai nước khóa. Khi mà chạy cửa đóng vào nghe thấy hai tiếng tạch tạch là đảm bảo tiêu chuẩn, cửa vào đủ hai nước khóa thì như thế nó giữ cái cửa nó sẽ rất là bền. Giữ cửa bằng cái cơ cấu ngàm khóa móc khóa zin của xe. Đấy, và nó sẽ cho nên là cửa nó sẽ chắc, cửa nó sẽ chắc chắn và nó không bị hư hỏng trong quá trình sử dụng, nó không có tiếng kêu nó cọc. Đấy, thì bộ này có thể là điều chỉnh được tốc độ, thì đang điều chỉnh được tốc độ chạy chậm. Bác chủ xe này bác thích chạy chậm thì mình có thể điều chỉnh được tốc độ này, chạy chậm mình chạy tốc độ thế cho chạy rất chậm. Này có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm nhé, tùy ý thích. Đây mình điều chỉnh tốc độ nhé, điều chỉnh khi nó chạy nhanh nhé, điều chỉnh nó chạy nhanh nhé. Mình sẽ cài đặt ở trên tốc độ ở trên remote luôn. Remote này nó sẽ khiển cái hộp tổng trung tâm của nó để phát ra những tín hiệu cài đặt cái tốc độ nữa. Bây giờ đang ở tốc độ này sẽ điều chỉnh cho nó cho chạy tốc độ nhanh hơn nhé. Đấy, nó chạy nhanh chưa? Đây là mình đã điều chỉnh cho nó chạy nhanh rồi, thì thử tốc độ nó nhanh. Đấy, nó sẽ chạy nhanh hơn. Đóng màn. Đó là tốc độ chạy nhanh. Đấy, bây giờ mình muốn chạy chậm thì mình sẽ điều chỉnh lại bằng cái remote này. Bây giờ nó sẽ chạy chậm hơn. Đó, bạn thấy chạy chậm chưa? Chạy chậm. Đấy, nhưng mà chạy chậm nó vẫn vào đủ hai nước khóa nhé. Đấy là bộ cái tính năng rất là hay của bộ này. Đó, nó chạy rất là chậm. Để đúng ý bác tài luôn. Điểm vượt trội của bộ cây men mạnh, rất mạnh và có thể điều chỉnh được tốc độ, thiết kế rất đẹp. Mà độ bền của cửa Nga thì các bác đã kiểm chứng 5-7 năm nay rồi, rất là bền, chưa có một bộ nào bị hư hỏng hết. Lúc ra nó sẽ chạy chậm lại. Nó sẽ có ghi nhớ được bộ nhớ, nó ghi nhớ được cái độ rộng của cái chỗ này, nó ra tới đây khoảng một phần nó sẽ dừng lại. Đó, gần đụng một cái thành tre nó sẽ dừng lại, rồi nó có bộ ghi nhớ khoảng cách mở cửa. Bộ này cũng có thể điều chỉnh được độ rộng mở cửa nữa, rộng hay hẹp gì đều có thể điều chỉnh được hết, điều chỉnh được độ rộng mở cửa, điều chỉnh được tốc độ đóng mở cửa. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chống việc như thế ạ. Cho nhau vào 4 phút nhé. Rồi xong chưa? Xuống đi, không đói à? Mèo hết cả ruột rồi. Quy trình